keep us? Ai đang theo dõi tôi? Đứng lại đây! Ôi không, rắn đen lại trốn thoát lần nữa rồi. Chúng ta cần bắt được rắn đen trước khi hắn làm hại những đứa trẻ khác. Cuối cùng cũng thoát được cảnh sát rồi. Tạm biệt. Đứa bé kia đi có một mình thôi. Đây là cơ hội để mình bắt cô bé. Thật tuyệt vời. Tiếng gì thế nhở? Ai đấy? Chú Hải Ly, có một cái gì đó rất kỳ lạ trong đống dây thừng kia. Để chú xem thử nào. Ê, cháu bé, đây chỉ là một sợi dây bình thường thôi. Nhìn này. Cháu cảm ơn chú ạ. Không có gì đâu mà. Sợi dây biến màu mất rồi. Ta sẽ bắt được ngươi. Lại là âm thanh kỳ lạ đó. Có ai đang theo dõi mình? Ô, bà ơi, bà có thể dạy con nhảy dây được không? Tất nhiên rồi. Hai đứa. Cái dây này nó trơn quá. Con, chúng ta đi chơi bóng đá đi. Ta sẽ bắt được ngươi cho mà xem. Cảnh sát trở lại. Cảnh sát. Có ai đó đang theo cháu. Gì cơ? Đừng sợ thỏ con, cô chú sẽ bảo vệ cháu an toàn. Hãy đi kiểm tra xem sao. Không có ai ở đây cả. Đây là dấu vết của một con rắn. Cái gì đây? Đây là vảy của rắn đen. Chính rắn đen là kẻ đang đi theo thỏ con. Lại là hắn ta. Lần này hắn sẽ không thoát được đâu. Đúng rồi. Thỏ con, bọn chú đã tìm xung quanh nhưng không thấy ai theo dõi cháu. Đừng lo lắng, cháu đi về nhà đi. Cảnh sát không tìm được ta. Cô bé ơi, ta sẽ bắt được cháu. Đây là đường về nhà nhanh nhất. Đúng là nơi hoàn hảo để ta bắt cô bé rồi. Đừng có chạy, thỏ con ơi. Cháu không thoát được đâu. Cháu đâu có ý định chạy thoát đâu. Cảnh sát. Bọn ta biết thừa mánh khóe của ngươi rồi. Cái này gọi là mẹo dụ rắn. Ngươi đã bị dính sơn đánh dấu khắp người. Đừng hòng chạy trốn. Bắt lấy hắn. Anh đây rồi. Dấu sơn đã dừng lại ở đây. Tại sao ở đây lại có ánh sáng?
không, đó chính là rắn đen. Các anh thấy được tôi không? Không một ai có thể chạy thoát khỏi tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đi ra ngoài một mình rất có thể sẽ nguy hiểm. Nếu bạn phát hiện ai đó đang theo dõi mình, đừng hoảng sợ. Hãy bình tĩnh và nhanh chóng chạy đến chỗ đông người và nhờ giúp đỡ. Hãy ghi nhớ những lời khuyên nhé. Thuốc không phải là kẹo. Yahoo! Hôm nay mình sẽ được đi chơi với các bạn. Cái gì đây nhỉ? Chắc đây là kẹo mới mẹ mua cho mình. Sao mùi vị nó lạ thế nhỉ? Thôi kệ, đến giờ đi chơi rồi. Sao mà ngừa thế nhỉ? Có chuyện gì thế này? Tóc của mình sao tự nhiên lại mọc dài ra thế này? Có chuyện gì thế? Là tiệm cắt tóc. Để lấy cho tôi. Tôi sẽ biến bạn trở nên thật tuyệt vời. Cái chuyện gì vậy? Tôi có thể làm được mà. Cái kéo vào của tôi. Tóc của cháu. Có chuyện gì thế? Cháu bị làm sao vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, có một con quái vật lông lá đuổi theo chúng tôi. Quái vật lông lá? Đáng sợ lắm luôn, nó đi hướng kìa kìa. Chúng ta đi nào. Bóng bay lớn đây. Cháu xin lỗi. Cháy cho. Cháu không có ý mà. Mẹ ơi, con muốn cái này và cả cái này nữa. Xin hãy gói hết tất cả lại cho tôi. Đây. Thương đó. Đây, hoa quả của chú. Đóng gói xong rồi đây. Sao mà chóng mặt thế? Ở đằng kia. Dừng lại. Cái gì đây? Thuốc mọc tóc. Tôi hiểu rồi, cậu bé đã uống nhầm thuốc mọc tóc rồi. Như vậy là quá nguy hiểm. Chúng ta phải mang cậu bé tới bệnh viện ngay. Ôi, sao mà chóng mặt thế? Sao nhím nhỏ chưa đến nhỉ?
đấy. Cậu bé ở đằng kia. Cậu bé tới bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ hãy nhớ không được ăn uống thuốc như ăn kẹo. Các bạn sẽ cảm thấy chóng mặt, đau đầu và đau bụng. Thậm chí tính mạng cũng có thể gặp nguy hiểm nữa. Các vị phụ huynh cũng luôn nhớ để các loại thuốc ra khỏi tầm tay của trẻ con. Hãy nhớ những điều này nhé. Không được chơi với kiến. Máy xúc làm việc đây. Cái xô bị di chuyển à? Cái bánh mì cũng di chuyển rồi kìa. Sao mọi thứ đang bị di chuyển đi vậy? Bánh mì của em. Đau quá. Em bị làm sao vậy? Tay em đau quá. Xin chào, là cảnh sát trưởng Labrador đây. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy đến giúp chúng cháu. Em cháu bị bánh mì cắn mất tay à? Cái gì? Bị bánh mì cắn ư? Bọn chú sẽ tới đó ngay. Đồ chơi và đồ ăn xung quanh tự dưng bị di chuyển. Sau đó em trai cháu bị cái bánh mì cắn vào tay ạ. Gà em, cháu bị đau ở đâu? Ở đây, đợt đau lắm ạ. Vậy là thật sao? Bánh mì có thể chạy, rồi cắn người nữa. Dừng lại. Là bánh mì bình thường mà. Hả? Cẩn thận có kiến đấy. Hình như gà em bị kiến cắn giống như vậy. Có vẻ như nó có độc. Chúng ta cần phải đưa gà em đến bệnh viện ngay. Đừng cắn mình mà kiến. Gà anh. Nó đi mất rồi. Sao ở đây có nhiều tổ kiến thế? Ở đây cũng có. Có nhiều kiến quá. Ôi không, chạy đi. Chúng đang đến đây. Đừng đuổi theo bọn tôi nữa. Đi lên cao. Không bắt được bọn ta đâu. Chúng vẫn đuổi theo chúng ta. Nhanh lên. Cố lên nào. Giờ thì các ngươi không đuổi theo ta được nữa đúng không? Thật sao? Không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Chạy đi. Chúng đến đây, chạy chạy. Cảnh sát trưởng Labrador, chúng ta phải làm gì đây? Tôi sẽ gọi Babylon trợ giúp. Hả? Cái gì đây? Hôi quá. Babylon, chúng tôi đang bị kiến đuổi theo. Chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Kiến à? Tôi biết phải làm gì rồi. Tôi sẽ đến ngay.
Lối này. Giờ thì các ngươi không bắt được ta nữa nhá. Chúng ta đang thấp dần xuống. Ôi không, chúng ta bị bao vây rồi. Nó muốn cắn mất cháu. Babylon luôn có cách. Bom thôi. Đấy chắc phải là tất của tôi à? Nó hôi quá. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Babylon, chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Gái em cần phải chữa trị gấp. Đã rõ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ không nên chạm vào kiến hoặc đến gần tổ của chúng. Có một số loài kiến có độc, và nếu như các bạn bị chúng cắn, nó có thể gây ra vết sưng hay thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Không được chơi với dụng cụ chữa cháy. Hãy mau tới đó nào. Thơm quá đi mất. Khoai tây lốc xoáy ngon tuyệt đây. Wow. Mọi người đây. Ôi, mùi gì vậy? Hả? Cái đuôi của tôi. Nó đâu rồi? Cứu tôi với. Tôi tới đây. Thật may quá. Mong tôi suýt nữa bị đốt cháy rồi. Thật là nguy hiểm khi anh không có bình cứu hỏa. Ai đó đã lấy nó đi mất rồi. Cảnh sát trưởng Labrador xin hãy giúp tôi tìm ra nó. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không phá được. Dấu tay trẻ con. Ở đây có một dấu tay nhỏ hơn nữa. Trên tường có gì kia? Vết sử dụng bình cứu hỏa. Nó có cả trên quả bóng bay kia nữa kìa. Bình cứu hỏa tự bay mất à? Không, tôi nghĩ là có đứa bé nào đấy đã lấy chúng. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bọn trẻ. Để tôi đi kiểm tra. Bọn trẻ đi hướng kia. Gió ở đây to quá. Có chuyện gì vậy? Dobby! Cứu tôi với! Cho qua, xin cho tôi qua. Dobby, bấm chặt vào. Tôi tìm thấy bọn trẻ rồi.
Dobby, tôi thấy mấy đứa trẻ nhà khỉ nghịch bình cứu hỏa đằng kia kìa. Chúng đi hướng đó. Thật nguy hiểm quá, chúng ta phải ngăn bọn trẻ lại ngay. Wow. Oh. Wow, thật là tuyệt vời. Em biết như thế nào mới là tuyệt không? Xem chị đây này. Dừng lại, nó nguy hiểm lắm. Ôi không, Dobby, mau chóng lấy bình cứu hỏa đó. Hãy để tôi. Cứu tôi với. Cẩn thận. Bám chặt vào. Bắt được rồi. Không gì có thể chạy thoát khỏi tôi đâu. Chúng ta phải mau chóng mang cậu bé đến bệnh viện ngay. Bọn cháu sẽ không bao giờ chơi với bình cứu hỏa nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, di chuyển hoặc gây hại đến các thiết bị chữa cháy là vi phạm pháp luật. Vì vậy, chúng ta không được chơi với bình cứu hỏa. Nếu gần khu vực xảy ra hỏa hoạn không có bình cứu hỏa, chúng ta không thể kiểm soát được lửa và gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, nếu chúng ta sử dụng bình cứu hỏa không đúng cách, các bạn có thể gây tổn hại đến bản thân và những người xung quanh. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Đừng để đồ vật vào mũi và miệng của bạn. Lại đi, nhanh nào, xếp hàng thôi. Dâu tây ngon nhất thế giới đây. Tôi lấy một túi. Tôi lấy một túi. Tôi cũng lấy một túi. Được rồi, từng người một nào. Đến lượt tôi rồi. Sắp bay đến đây. Tôi sẽ lấy một túi dâu tây. Anh không được chen hàng đâu. Xin lỗi, tôi đã hết dâu tây mất rồi. Ui, ngon quá đi. Đừng lo lắng. Với những hạt giống được lai tạo đặc biệt của tôi, bạn sẽ được ăn dâu tây thơm ngon sớm thôi. Chính nó. Nếu như mà có hạt giống này, mình cũng sẽ có thể tự trồng dâu tây. Lần sau chúng ta mới mua được dâu tây. Có trộm. Nhanh đến xem sao nào. Anh Sóc, anh bị làm sao vậy? Tôi bị óc cái thứ gì đó. Tôi sẽ giúp anh đẩy chúng ra. May quá. Cảnh sát trưởng Labrador, hạt giống đặc biệt của tôi, ai đó đã lấy mất rồi. Sao cơ? Vừa rồi tôi thấy một tên trộm ăn cắp hạt giống của tôi, vì vậy tôi đã cố gắng lấy lại chúng, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Đừng lo lắng, không có chuyện gì mà tôi không thể làm được. Không có ai rời khỏi nhà kho. Các cửa sổ đều được khóa. Tôi nghĩ tên trộm đang trốn trên trần nhà. Đứng lại ngay. Chính là hắn. Bỏ tôi ra.
Người không thể chạy thoát đâu. Dừng lại. Nhanh lên. Ở đằng kia. Dobby, anh có ổn không? Tôi ổn. Hắn đã chạy đường kia. Đi thôi. Còn lâu mới bắt được tôi nhá. Đứng lại đó. Bắt được rồi. Dừng lại. Người không chạy thoát được đâu. Có giỏi thì bắt ta đi. Tôi không thở được. Cứu tôi mà. Thật là đáng sợ quá đi. Anh không nên trộm đồ. Hãy đi với chúng tôi. Tôi không bao giờ làm như thế nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đừng bao giờ cho những thứ nhỏ như hạt đậu, quả hạch hoặc viên bi vào mũi hoặc miệng của mình. Nó có thể gây khó thở và thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Hãy ghi nhớ điều đó. Xe quá tải nguy hiểm. Ba về rồi. Các con nhìn này, ba mới mua xe mới đấy. Wow, thật tuyệt vời. Ba ơi, bạn con có thể đi xe mới bây giờ không? Được chứ. Xe chật quá rồi. Không chật đâu. Hôm nay chúng ta ở nhà nhé. Đi mà ba, mà con không muốn đi xe mới. Vậy chúng ta chỉ đi một vòng thôi nhé. Vâng ạ. Ngồi yên nào, đi thôi. Hồi quá, hồi quá. Này, hãy xem tôi đây. Wow, thật sạch sẽ. Sao nó lại bẩn rồi? Này, anh phải lái xe cẩn thận vào chứ. Hình như chiếc xe đó gặp vấn đề rồi. Dobby, chúng ta mau đuổi theo để điều tra xem. Babylon, hãy chuẩn bị tiếp ứng. Đã rõ. Đừng đẩy nữa, em lại muốn xì hơi. Đẩy ba mở cửa sổ ra. Sao trong xe lại có nhiều người như vậy? Thật nguy hiểm, chúng ta phải dừng chiếc xe đó lại. Sao mình lại ra đường lớn rồi thế này? Ôi không, cẩn thận đấy.
thể điều khiển xe được nữa. Ôi. Cẩn thận. Papillon, xe của bác ngỗng bị mất lái, chúng tôi cần hỗ trợ gấp. Đã rõ. Đã đến lúc Papillon thể hiện rồi. Đi nào. À, tránh đường, tránh đường. Xin nữa, thật là nguy hiểm quá. Chúng ta sắp sửa xuống dốc, ba phải dừng xe ngay. Phanh không hoạt động. Sao lại có khói thoát ra? Bác ngỗng, hãy dừng xe lại. Phanh không hoạt động. Chúng ta phải dừng xe lại ngay. Đã rõ, mau vuốt này, đi nào. Là vách núi. Mọi người an toàn rồi. Thật đáng sợ quá đi. Cảm ơn các anh rất nhiều vì đã cứu chúng tôi. Bác ngỗng, bác đã vi phạm luật an toàn giao thông. Bác sẽ phải về đồn với chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ trở quá số người quy định nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, rất nguy hiểm nếu chúng ta di chuyển trên một chiếc xe với số người nhiều hơn số ghế có sẵn. Khi di chuyển trên xe ô tô, trẻ em phải được ngồi an toàn ở phía sau và thắt dây an toàn đầy đủ. Khi xe chạy, các bạn phải ngồi yên trên xe, luôn giữ đầu và tay chân ở trong xe. Hãy ghi nhớ những điều này nhé!